Rồi, hôm nay mình sẽ qua cái phần là tạo hàm theo hướng á. Rồi, ở đây cô nhắc lại công thức một chút xíu nha. Còn công thức này là bên lý thuyết cho rồi ha. Tức là nếu mà mình muốn tính đạo hàm tại một điểm với 0, 0, 0 nào đó theo cái hướng của vector A bất kỳ ở đây. Giả sử vector A này có tọa độ là AX, AY và AZ. Thì lúc này các bạn sẽ sử dụng cái công thức ở đây. Tức là lúc này mình sẽ tính là F'X nhân với cos alpha cộng F'Y nhân cos beta cộng F'Z nhân cos gamma. Được chưa? Với cos alpha, cos beta, cos gamma thì ở đây nó chính là những cái tọa độ chia ở đây. Tức là lúc này cos alpha nó sẽ bằng AX nè, tức là tọa độ đầu tiên của vector A chia cho độ dài của vector A này. Mà độ dài chính là căn bậc 2 của AX bình cộng AY bình cộng AZ bình. Và tương tự cos beta cũng vậy ha, cos beta nó sẽ là tọa độ của Y, tức là AY chia cho độ dài của vector A. Và rồi cuối cùng là cos gamma thì nó sẽ bằng AZ này ở đây chia cho độ dài của vector A, được chưa? Thì công thức là lý thuyết cho rồi ha. Rồi, tiếp tục mình có một cái công thức nữa là vector radian. Thì lúc này vector radian sẽ được ký hiệu là ráp F ở đây. Hoặc là có cái ký hiệu giống như thế này nè. Thì hai ký hiệu này đều đọc là ráp F là vector radian ha. Thì lúc này vector này nó sẽ bằng là F'X nhân vector Y cộng F'Y nhân vector Z cộng F'Z nhân vector K. Thì các bạn đã biết những cái Y, Z, K là những cái vector đơn vị đặc biệt là 100, 010 và 001. Được chưa? Rồi, vậy các bạn có thể thu gọn cái vector trên đây nó trở thành ở đây là f'x chấm phẩy f'y và chấm phẩy f'z. Thì tức là thật ra cái vector radian là mình chỉ tính những cái đạo hàm của x, của y, của z tại cái vị trí mình đang khảo sát và mình thế vào thôi, đúng không? Rồi, bây giờ mình làm một cái ví dụ ha, tức là tính đạo hàm theo hướng của vector A này với hàm số này. Rồi, bây giờ thứ nhất là công thức đạo hàm theo hướng thì mình mới cho hồi nãy rồi, đúng không? Là những cái cos này nè. Bây giờ bắt đầu các bạn sẽ tính từng cái đạo hàm và từng cái cos. Thì bây giờ thứ nhất là đạo hàm của biến x thì nó sẽ là 1 phần 2 nè. Đạo hàm biến y đó là 1 phần 3. Đạo hàm biến z đó là 1 phần 6. Cos alpha tức là tương ứng với số 6 ở đây là cái tọa độ đầu tiên chia độ dài của vector A. Thì độ dài của vector A sẽ là căn bậc 2 của 6 bình nè, cộng 3 bình nè, cộng trừ 6 bình, đúng không? Thì mình sẽ ra được đây là cos alpha nó là 2 phần 3. Tương tự cos beta mình sẽ lấy tọa độ thứ hai là 3. Chia cho độ dài của vector A là căn bậc 2 của 6 bình cộng 3 bình cộng trừ 6 bình. Mình sẽ có đây là 1 phần 3. Và cuối cùng là cos gamma thì cũng tương tự là mình sẽ lấy cái tọa độ thứ 3 đây là trừ 6. Chia cho độ dài của vector A tức là căn bậc 2 của 6 bình cộng 3 bình cộng trừ 6 bình. Mình sẽ ra trừ 2 phần 3. Các bạn bấm máy tính cái này giúp cô ha. Mình sẽ ra được đáp số là 1 phần 3. À, bây giờ mình sẽ tính thử giúp cô cái bài số 4 này. Rồi, bây giờ ở đây yêu cầu là tìm giá trị lớn nhất của vận tốc biến thiên của hàm số tại điểm M 3 4 đúng không? Và giá trị lớn nhất đạt được theo hướng nào? Thì các bạn biết là cái hướng mà đạt giá trị lớn nhất á nó chính là ráp F, tức là radian. Được chưa? Vậy ở đây các bạn sẽ tính dùng cô ráp F là xong. Vậy lúc này ráp F của mình nó sẽ có cái công thức là F'X nhân vector Y cộng F'Z nhân vector F'Y nhân vector Z, đúng chưa? Thì vector Y này chính là 10, còn vector Z này là 01 trên không gian 2 chiều. Thì thật ra ở đây trong công thức thu gọn nó chính là F'X chấm phẩy F'Y. Vậy các bạn chỉ cần tính F'X và F'Y ở đây, sau đó các bạn thế là độ M là 3, 4 vào. Thì các bạn sẽ ra được là 6 phần 25 với 8 phần 25. Được chưa? Ở đây cô viết công thức này là tại vì cô muốn viết trên cái công thức chính. Công thức tổng quát, công thức chính. Chứ còn ở đây các bạn cứ nhớ nó chính là F'X chấm phẩy F'Y. Được chưa? Và thế tọa độ điểm này vào.
Đó thì đạo hàm này là đạo hàm được nè, đạo hàm này theo y cũng được đúng không? Mình thế vào thôi. Rồi ở đây nó còn hỏi là giá trị lớn nhất. Thì giá trị lớn nhất chính là độ dài của ráp F. Thì sau này cứ đọc vô đề mà mình thấy liên quan đến đạo hàm có hướng mà nó lại hỏi cái giá trị lớn nhất đó, thì nhớ là đó là độ dài của ráp F. Thì độ dài của một vector nó sẽ là căn bậc 2 của từng cái tọa độ trong vector đó bình phương cộng lại. Thì mình sẽ có là 6 phần 25 bình cộng 8 phần 25 bình. Và bấm máy tính giúp cô căn ha, mình sẽ ra được 2 phần 5. Rồi, cái này dễ nên cô qua cũng nhanh thôi nha, để mình có thể làm được nhiều bài ha. Rồi giờ các bạn làm giúp cô bài số 5 này thử coi. Rồi, mình đang tính một cái bài toán về đạo hàm có hướng đúng không? Tại vì lúc này mình thấy là ở đây là cái ngọn đồi nó có hình dạng phương trình là z bằng 1.000 gì đó. Đây là phương trình của z nè. Cái người này đang đứng ở tọa độ là 60, 40, 9, 5, 6, 6. Tức là đây là chính là cái tọa độ đứng, tức là x, y và z. Để cho tương ứng với x, y và z. Rồi bây giờ giả sử x ở hướng đông và y ở hướng bắc nha. Vậy bây giờ mình vẽ cái hình ra, mình giả sử là x ở hướng đông và y ở hướng bắc. Được chưa? Bây giờ câu hỏi thứ nhất là nếu người đó đi về hướng nam thì anh ta đi lên hay đi xuống và độ dốc lúc này là bao nhiêu? Rồi bây giờ câu hỏi thứ nhất thì vậy, độ dốc lúc này là bao nhiêu? Rồi bây giờ nếu mà anh ta đi về hướng nam, hướng nam là sao? Nếu ở trên đây là bắc thì hướng nam có phải là hướng ngược xuống không? Hướng ngược xuống, được chưa? Đó thì hướng nam nó sẽ ngược xuống phía dưới. Bây giờ đây là một cái bài toán về hướng, thì cái quan trọng trong cái đạo hàm có hướng là các bạn có vector. Sau khi có vector, các bạn chỉ cần chia độ dài ra các vector đơn vị là xong rồi. Vậy ở đây các bạn có quyền chọn một cái vector bất kỳ sao cho cái hướng của nó ngược xuống phía dưới là được. Các bạn chọn vector nào cũng được ha. Tại vì ở đây người ta chỉ nói là đi về hướng nam thì các bạn chỉ chọn những cái vector mà hướng xuống như thế này là được rồi. Tuy nhiên, đâu cần phải chọn những cái vector phức tạp đâu. Các bạn chọn trên ngay cái trục này luôn đi. Và các bạn chọn đúng cái vector này hướng xuống. Được không? À, chọn đúng cái trục và chọn đúng cái vector này hướng xuống giúp cô nha. À, mình chọn vector hướng xuống đây. Đó, chọn vector này ha. Rồi bây giờ thứ nhất nha. Trên vector y, trên trục OY nó có một cái vector đại diện rất đặc biệt, có phải là vector này không? Đây chính là vector đơn vị tọa độ là 0 1. Vậy ở đây nếu mà mình chọn ngược xuống như thế này thì thật ra mình chỉ cần chọn cái vector là 0 trừ 1 thôi thì nó sẽ ngược hướng với vector trên đây. Được chưa? Mà cái vector 0 trừ 1 á thì nó chính là cái vector đơn vị rồi. Vậy thứ nhất nha. Để tính được cái đạo hàm có hướng thì cô cần thứ nhất là z phải x và z phải y, thì tự đạo hàm giúp cô này xuống ha. Sau đó cô cần một cái vector. Thì lúc này hướng nam tức là đi xuống thì cô sẽ chọn một cái vector đại diện đặc trưng là 0 trừ 1 thôi, chọn đại thôi. Các bạn chọn bao nhiêu cũng được nha. Thì cô sẽ chọn 0 trừ 1 cho nó dễ. Thì cái vector này nó chính là vector đơn vị, lý do vector này đã được chia cho độ dài rồi. Bây giờ mình nhẩm thử đi. Thì độ dài của vector U này có phải là căn bậc 2 của 0 bình cộng trừ 1 bình không? Vậy tức là 1. Vậy có nghĩa là lúc này vector đơn vị của mình sẽ là 0 chia cho 1 và chấm phẩy trừ 1 chia cho 1 thì nó chính là vector này luôn, không thay đổi. Tức là ở đây nó chính là cos alpha và cos beta. Được chưa? Rồi. Z phẩy có, Z phẩy x có, Z phẩy y có, vector cũng có rồi và chính là cos alpha với cos beta rồi. Thì lúc này mình chỉ còn nhiệm vụ là ráp vào thôi. Vậy lúc này đạo hàm của z theo vector u nó sẽ là gì? Z phẩy x nè nhân với lại cos alpha là 0 cộng z phẩy y nè, z phẩy y nè nhân với cos beta là trừ 1. Sau đó các bạn thế tọa độ x y vào thì ở trên đây người ta nói là đang đứng tọa độ 60 40, tức là ứng với x bằng 60 và y bằng 40, các bạn thế 60 40 vô. Các bạn bấm máy tính ra được 0.8, được chưa? Và với cái kết quả 0.8 này
thì có nghĩa là lúc này anh ta đi lên, tại vì dấu cộng là đi lên và độ dốc lúc này là 0.8. Rồi mình giải quyết xong câu A. Rồi tương tự câu B đi. Câu B là câu hỏi tương tự như vậy, nếu đi theo hướng bắc tây. Bắc tây. Được chưa? Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đi theo hướng bắc tây nha, cũng cái hình như vậy ha. À, bắc tây là hướng nào đây? À, bắc ở đây, đông ở đây, vậy tây bên đây. Vậy bắc tây là cái hướng đi lên như thế này. Đúng chưa? Đây là vector của hướng bắc tây. Thì lúc này mình cũng có quyền chọn một cái vector đại diện đặc trưng, thì các bạn có thể chọn chiếu xuống đây. Thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ chọn được cái vector là nếu ở đây là trừ 1 nè, thì do hai phần này bằng nhau thì đây là 1, đúng không? Thì các bạn có thể chọn giúp cô cái vector là trừ 1, 1 ha. Mình chọn vector nào cũng được thôi, miễn là đúng cái vector theo hướng của nó thôi. Thì nếu mà chọn cái vector này á, thì nó có một cái vấn đề xảy ra là cái vector này nó chưa phải là vector đơn vị, đúng không? Tại vì nó chưa chia cho độ dài. Vậy nếu mình chọn vector này thì mình cứ chọn đi, sau đó mình sẽ chia độ dài theo công thức của cos alpha và cos beta. Mà khi mà cái này chia cho độ dài thì các bạn nhẩm vector, nhẩm đi. Căn bậc 2 của trừ 1 bình cộng 1 bình có phải là căn 2 không? Vậy tức là nếu mà muốn là cos alpha cos beta, các bạn sẽ chia cho căn 2 hai vế, hai bên, chia căn 2 xuống. Thì các bạn nên chọn cái vector này, thì vector này đã được chia độ dài rồi, được chưa? Còn cô nhắc lại là nếu bạn nào chọn ban đầu là trừ 1, 1 thì các bạn cứ chọn. Sau đó các bạn vô, các bạn chịu khó một cái bước là các bạn chia độ dài cho cô. Sau đó các bạn ra được cos alpha và cos beta. Vậy lúc này cô đã chọn cái vector là trừ 1 phần căn 2 và 1 phần căn 2 ha. Rồi, và trong cái đạo hàm có hướng thì khi mà có vector rồi thì gần như là xong rồi, đúng không? Đây chính là cái vector cô chọn ở đây. Hai cái này nó khác nhau là do cái này cô đang trục căn thức dưới mẫu. Để các bạn còn giải thích trục căn đúng không? Hoặc các bạn cứ nhập máy tính thì máy tính nó sẽ trục căn thức cho mình. Thì nó sẽ ra được cái vector ở đây. Thì cũng giống câu hồi nãy là đã có z phẩy x, z phẩy y và có vector u rồi, thì cứ ráp công thức vô thôi ha. Thì lúc này mình sẽ có z phẩy x thế xuống, đang đứng tại vị trí 60 thế vô, nhân cos alpha là cái tọa độ đầu tiên của u, cộng cho trừ 0,02, nhân với y, y lúc này là 40 thế xuống, và nhân cho cos beta thế vô, bấm máy tính là trừ 0,14. Vậy lúc này là dấu trừ nên dẫn đến là anh ta đi xuống, và độ dốc lúc này của anh ta là 0.14. Rồi, câu C ha. Rồi, để vào câu C. Rồi ở đây mình thấy câu C là đi theo hướng nào thì ngọn đồi có độ dốc cao nhất. Được chưa? Đi theo hướng nào thì ngọn đồi có độ dốc cao nhất. Rồi thì nhắc là nếu mà các bạn đọc vô một cái bài đạo hàm theo hướng mà các bạn cứ nghe cao nhất thấp nhất á, thì đó chính là đáp F. Được chưa? Vậy ở đây cao nhất là đáp F, còn thấp nhất nó sẽ là trừ đáp F. Và lúc này mình sẽ có cao nhất là đáp F, thì các bạn tính đáp F giùm cô. Đáp F ra. Hồi nãy mình đã biết thực ra đáp F nó chính là z phẩy x với z phẩy y. Mà z phẩy thì có rồi, đáp vô. Đang đứng tại tọa độ 60-40 thế x y bằng 60-40 vô, mình sẽ ra được là trừ 3/5 với lại trừ 4/5. Rồi nó còn có một cái câu hỏi ở đây là gì nữa nha. Độ dốc lúc này là bao nhiêu? Thì độ dốc chính là gì nhỉ?
độ dài của ráp S, được chưa? Cái độ dốc cao nhất lúc này chính là độ dài của ráp ráp S, mà ở đây là ráp Z đó, là do hàm của cô là hàm Z. Rồi vậy lúc này cô sẽ có là độ dài của con này thì cô sẽ tính ra được là một, đó chính là độ dốc lớn nhất, được chưa? Rồi bài số 6 thì sao nhỉ? Rồi ở đây là người ta cho sẵn hàm t rồi, phụ thuộc vào x y đúng không? À, yêu cầu là tính t phẩy x tại 0,1, t phẩy y tại 0,1, cái này tự tính được đúng không? Các bạn đạo hàm này lên các bạn thế về giá trị 0,1 vào là xong ha. Ở đây cô muốn nói về cái vế sau, tức là lúc này là cho biết sự thay đổi của nhiệt độ của đĩa kim loại từ điểm 0,1 theo hướng đến trục Ox và Oy, tức là hai câu nha, một cái là theo Ox và một cái theo Oy. À, bây giờ trong một cái bài toán á, của đạo hàm theo hướng á, thì cái hướng vector là quan trọng nhất. Thì ở đây theo hướng Ox thì các bạn sẽ chọn một cái vector trên Ox. Thì rõ ràng cái vector trên Ox mà đẹp nhất chính là vector đơn vị nó là 1,0. Còn nếu trên hướng Oy thì nó sẽ có cái vector đơn vị đẹp nhất là 0,1. Thì ở đây cô sẽ trình bày cái bài này giống như nãy giờ thôi, tức là mình sẽ làm rõ ra. Chứ còn thật ra nếu mà mình đã hiểu về cái bài toán này rồi thì mình biết cái hướng Ox nó chính là t'x, còn cái hướng Oy nó chính là t'y, được chưa? Nhưng mà bây giờ mình làm rõ ra để mình biết là tại sao lại là t'x ở hướng Ox và t'y ở hướng Oy ha. Rồi bây giờ thứ nhất là các bạn cũng đạo hàm ra giùm cô ở đây. Nếu các bạn đang đi theo hướng Ox thì vector đơn vị các bạn chọn là 1,0 đúng không? Vậy các bạn thế đúng công thức hồi nãy là t'x nhân 1 cộng t'y nhân 0. Thì rõ ràng cái khúc sau nó mất nè. Vậy đó còn lại t'x. Nên đây chính là cái đạo hàm theo hướng Ox, tức là tương ứng với t'x. Và sau này mình làm nhanh thì mình có thể ráp vô thẳng là theo hướng Ox chính là t'x, mình khỏi cần phải qua cái bước này, được chưa? Nhưng mà ở đây cô vẫn muốn làm rõ để mình hiểu thôi ha. Đó là tất cả nó đều đi từ cái công thức chính là cos alpha cos beta đi ra. Vậy ở đây t'x thì ở đây mình có rồi nè. À, đang khảo sát tại điểm 0,1 thì mình sẽ thế x bằng 0y bằng 1 vô thì mình sẽ ra được kết quả đây bằng 0. Thì tương tự theo t'y, theo Oy thì các bạn sẽ cần tính t'y đúng không? Thì lúc này cái vector các bạn chọn là 0,1 thì theo Oy nó sẽ là t'x nhân với tọa độ đây là 0 cộng t'y nhân tọa độ đây là 1. Rồi sau đó các bạn sẽ tính toán ra được là -50, được chưa? À, chính cái này các bạn cũng thấy rằng cái theo hướng Oy nó chính là vector t'y, nó chính là t'y, đạo hàm của nó chính là t'y đó. Vậy đạo hàm theo Ox chính là t'x, còn đạo hàm theo Oy chính là t'y, nó chính là hai cái vector, hai cái đạo hàm mà trước giờ mình hay làm đó ha. Rồi, thì với cái kết quả này các bạn kết luận giúp cô đi. À, theo Oy thì theo Ox thì nó bằng 0. Vậy có nghĩa là theo Ox thì nhiệt độ giữ nguyên. Còn nếu đi theo hướng Oy thì là -50, tức là đi theo Oy thì nhiệt độ sẽ giảm 50 độ độ C, giảm là do đây là dấu dấu trừ. Được chưa? Vậy mình sẽ có một cái kết luận ở đây. À, vậy nếu mà mình hiểu được bài rồi thì bây giờ mình tự ráp với cô bài số 7 nha.
cũng tương tự thôi đúng không? Hàm s cho rồi. Tìm tốc độ thay đổi nhiệt độ tại P theo hướng đến M. Vậy ở đây chính là một cái vector đúng không? Và lúc này mình sẽ tính cái vector BM thì nó chính là cái vector mình đang cần tìm. Vậy vector BM thì các bạn nhớ cách tính là các bạn sẽ lấy điểm sau trừ điểm trước. Vậy là 1 trừ 2 trừ 1 trừ 0 và trừ 1 trừ 2 thì các bạn sẽ ra được BM ở đây là trừ 1 trừ 1 trừ 3. Ba cái đạo hàm này là chắc chắn ai cũng tính được rồi ha. Đạo hàm mà mép này trên theo x y z. Rồi, BM này chưa phải là cái vector được thế vô bài đâu nha. Tại vì nó chưa chia cho độ dài đúng không? Đó. Vậy ở đây các bạn sẽ có được cái bước là vector U này nó sẽ là cái vector BM trên đây chia độ dài của vector BM đẩy về vector đơn vị. Vậy lúc này mình sẽ có này chia độ dài là độ dài bình phương của này là nhiêu nhỉ? Độ dài này là trừ 1 bình cộng trừ 1 bình cộng trừ 3 bình thì mình sẽ là căn 11, đúng chưa? Đó thì mình chia độ dài xuống. Thì sau khi mình đã chia độ dài thì nhiệm vụ là ráp và công thức thôi. Thì mình sẽ có là f'x nhân với cos alpha cộng f'y nhân cos beta cộng f'z nhân cos gamma. Và các bạn có máy tính xấp xỉ là được rồi ha. Còn đây là cô sẽ ra là trừ 6.008 e mũ 20 chia căn 11. Đó thì cô tính toán thôi. Và các bạn cứ bấm máy tính ra xấp xỉ. Câu B là tìm hướng mà nhiệt độ thay đổi nhanh nhất. Thì hướng mà nhiệt độ thay đổi nhanh nhất chính là rát, đúng chưa? À, cứ nhớ giúp con hướng thay đổi nhanh nhất, cái nhanh nhất gì đó là rát. Vậy lúc này mình sẽ tính rát, rát F. Thì lúc này rát F tại vị trí B nó sẽ là F'X, F'Y và F'Z. Thì ba cái đạo hàm này có trên đây rồi. Chỉ cần thế tọa độ B vô thì B lúc này là 202, thế vô trong đây các bạn sẽ ra được cái giá trị ở đây. Rồi câu C là tìm giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất của tốc độ thay đổi tại B. Giá trị lớn nhất chính là độ dài của ráp F. Vậy lúc này các bạn sẽ tính độ dài của ráp F. Ráp F có sẵn trên đây rồi, vậy là căn bậc 2 của từng cái số đây bình phương cộng lại. Rồi sau đó các bạn nhập máy tính, các bạn bấm giùm cô, mình sẽ ra được có giá trị đây là xấp xỉ ha. Đó thì cái chỗ này tự bấm giùm cô nha. Rồi, bài tiếp theo. Rồi bây giờ mình đọc vô cái bài này á thì mình thấy là ở đây là người ta cho một cái chỉ số lạnh là V kép nè. Thì V kép thì chính là F. Cái chỉ số lạnh V kép này nó sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ T lớn và tốc độ gió là V nhỏ đúng không? Và người ta cho được cái bảng giá trị ở đây. Nhưng mà ở đây người ta không cho cái hàm cụ thể là hàm F ở đây. Cho nên mình không biết F là gì ạ. Và câu hỏi của người ta là mình hãy ước tính cái giá trị của F'T và F'V tại hai cái điểm này. Thì bây giờ nó không có hàm thì mình đâu có thể nào mà đạo hàm từ công thức ra đúng không? Thì ở đây nó cho một cái bảng thì mình sẽ dựa trên cái bảng này để mình làm. Vậy với cái bài toán mà nó không có hàm á
thì các bạn sẽ đẩy về công thức các bạn làm. Thì các bạn biết là cái đạo hàm nó có công thức chính là lim. Các bạn còn nhớ công thức không? Thì lim của delta x khi delta x tiến tới 0 của cái hàm là gì? F x 0 cộng delta x chấm phẩy y 0 trừ f x 0 chia y 0 chia delta x. Các bạn nhớ công thức đó không? Tức là cái công thức định nghĩa của đạo hàm á. Thì lúc này mình sẽ xử lý bằng cái công thức định nghĩa đó ha. Vậy bây giờ đầu tiên là f phẩy t nè. À, vậy lúc này mình sẽ xử lý bằng cái định nghĩa là f phẩy t nó sẽ bằng là lim h tiến đến 0. Cái h này chính là delta x trong công thức. Thì thay vì gọi delta x thì nó rắc rối thì cô sẽ gọi chữ h cho nó gọn thôi nha. Cái h này chính là delta x. Được chưa? Vậy theo đúng công thức nó sẽ là f của x 0 cộng delta x là cộng h chấm phẩy y 0 trừ f x 0 0 chia delta x tức là h. Vậy cô sẽ có cái công thức lim ở đây. Rồi bây giờ cô quay lại bài toán chút xíu. Các bạn có để ý là cái t này nó như thế nào không? Cái vị trí mình đang tính là -15. T là -15 nha. Thì trước -15 này các bạn thấy là -10 và sau -15 này là -20. Thì rõ ràng cái bước nhảy ở đây là 5 đúng không? Thì cô sẽ chọn một cái h bằng ở phía trước là 5 với lại h bằng một cái đằng sau là -5. Đó thì cô sẽ chọn hai cái giá trị sát nó nhất là h bằng 5 với h bằng -5 để cô thế hoặc cái h ở đây. Được chưa? Thì lúc này cô sẽ có là h bằng 5 trước thì thế 5 vô đây là -10 nè. 20. Rồi f của -15 20 chia 5. Còn ở dưới này cô sẽ có là f của h bằng -5 thế đây là -20, 20 trừ f 15 20 chia cho -5. Rồi các bạn hiểu có những cái số này ở đâu ra chưa và tại sao cô chọn h bằng 5 chưa? Cái h bằng -5. Thì cô không chọn h bằng 10 với -10. Đó là do cái bước nhảy ở đây trong cái bảng của mình ha. Rồi bây giờ bắt đầu nha. Mình đang cần cái f -10 20. Mình quay lại đây nè. -10 nè, 20 nè. -10 20. Vậy f của -10 20 theo cái bảng này nó chính là -18. Còn -15 với 20 thì theo bảng này -15 với 20 thì nó chính là -24. Thì mình sẽ có ở đây là -18 trừ cho 24 dấu trừ nữa là thành dấu cộng. Trừ cho -24 là thành cộng. Bấm máy tính là được 1,2. Và tương tự dưới đây các bạn cũng dò những cái bảng mình sẽ có giá trị -20 20 là -30. Còn f của -15 20 thì mình mới tra giống như đây là -24 nó trừ trừ thành cộng. Bấm máy tính ra 1,2. Vậy lúc này mình sẽ cộng trung bình hai này lại một cái trên cái dưới lại và mình ước tính được ở đây là 1,2. Đây là một số lớn hơn 0, được chưa? Rồi vậy tương tự cái f phẩy v mình làm được không? Cái f phẩy v nó cũng vậy thôi. Cái f phẩy v mình cũng viết cái công thức ra. Thì lúc này là do nó là v là cái vế sau. Cái thằng sau nên lúc này mình cộng h tức là cộng delta x cộng delta y á vô cái vế đằng sau. Chứ không cộng bằng trước nữa ha, lúc này mình sẽ cộng h bằng sau với lại chia cho h. Rồi, bây giờ bắt đầu mình quay lại cái bảng coi mình sẽ chọn h bằng mấy với mấy nha. À, mình đang khảo sát tại 30 là ở đây nè. Cái v là 30 nè. Thì trước nó là 20 và sau nó là 40, tức là lúc này mình sẽ chọn tăng lên 10 và giảm xuống 10 đúng không? Thì lúc này mình sẽ chọn cái bước nhảy của mình là 10 với lại -10. Và cũng tương tự các bạn thế cái h ở đây vô, các bạn sẽ ra được những cái giá trị ở đây. Rồi bây giờ các bạn cũng tra cái bảng giúp cô để lấy ra cái giá trị f -15 40 ha, thì cô tra thử một cái nha. -15 40, -15 đây, 40 đây. Vậy -15 40 là tương ứng với lại -27, được chưa? Thì các bạn ráp vô đây là -27. Rồi tương tự cái này các bạn cũng tra bảng, bấm máy tính các bạn sẽ ra được -0,1 và -0,2. Ở đây mình đang ước tính giá trị thôi nên đây mình sẽ cộng hai cái này lại mình chia trung bình. Vậy lúc này cái f phẩy v của mình sẽ là -0,15. Được chưa? Rồi vậy với cái kết quả ở đây các bạn có thể kết luận được cái gì không? Bây giờ f phẩy t trước nè. Thì f phẩy t ra là 1,2 tức là một số dương. Vậy mình có thể kết luận được là tại thời điểm -15 độ C và 20 cây số trên giờ của tốc độ gió thì chỉ số lạnh lúc này tăng 1,2 đơn vị khi nhiệt độ tăng lên 1 độ C. Tại vì đây là dấu cộng nên tăng. Rồi vậy tương tự mình có thể kết luận cho f phẩy v ha. Tại thời điểm -15 độ C và 30 cây số trên giờ thì chỉ số lạnh của mình sẽ giảm 0,15 đơn vị khi gì? Cái này là cái gì? Tốc độ gió tăng lên 1 cây số trên giờ. Được chưa? Đó tự kết luận cho này.
Rồi còn câu B nữa ha. À, câu B ở đây là gì nhỉ? Tổng quát bạn có thể nói gì về dấu của W.T và W.V? Thì câu này nhanh thôi. Bây giờ mình nhìn cái W.T nha. Thì mình sẽ nhìn lên đây nè. Thì mình thấy T của mình đang càng lúc càng giảm xuống không? Các bạn thấy là -10, -15, -20, -25. Tức là T của mình đang càng lúc càng giảm. Đồng thời khi T giảm như vậy thì các bạn thấy V kép nó có tiếp tục giảm không? À, nó giảm từ từ là -18 xuống -37 là xong đến -39 là -41 nè. Tức là lúc này T giảm và V kép cũng giảm đúng không? Nhưng mà với cái câu A mình đã tính là khi T giảm V kép giảm thì lúc này V kép phải T của mình lại là một số dương. Thì mình sẽ kết luận là T giảm V kép giảm thì V kép phải T là số dương. Được chưa? Rồi tiếp tục nhìn cái thằng V nha. À, V đang tăng. Thế V tăng không? 20, 30, 40, 50. V đang tăng. Nhưng V kép vẫn đang giảm. Các bạn thấy V kép giảm -18, -20, -21 giảm từ từ không? Và càng xuống dưới các bạn càng thấy V kép nó giảm đúng không? Vậy lúc này là dù V tăng, V kép giảm thì ở câu B đáp án ở đây là dấu trừ, tức là V kép phải T mang, V kép phải V mang dấu dấu trừ, tức là nhỏ hơn không. Thì đây là cái kết luận tổng quát của cái V kép phải T và V kép phải V ha. Rồi phía dưới này cô có một số cái bài tập. Được không? Phía dưới này cô có một số cái bài tập. Đó thì nếu mà có thời gian các bạn làm đi ha. Thì có vấn đề gì thì các bạn có thể trao đổi với mình. Được chưa? Cái file này thì lát cô sẽ up lên cho mình ha. Cô nói là nếu có thông tin gì cô sẽ nhắn trên tin nhắn cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cho cô một cái phần nữa ha, à, cho nó kịp cái chương trình nha, là đạo hàm hàm hợp. Rồi bây giờ các bạn sẽ coi giúp cô cái phần tiếp theo là đạo hàm hàm hợp. Rồi bây giờ thứ nhất là cô nhắc lại công thức thôi ha. Thì cô giả sử là cô có một cái hàm z. Hàm z của cô nó phụ thuộc vào hai cái biến là xy. Được chưa? Và cái xy này bản thân nó lại phụ thuộc vào hai cái biến t. Nó phụ thuộc vào một cái biến t. Được chưa? Thì lúc này người ta sẽ gọi đây là hàm hàm hợp. Rồi bây giờ cách thứ nhất là nếu các bạn thấy là z phụ thuộc xy và xy phụ thuộc vào biến t, các bạn có thể mang cái xy dưới đây theo t thế lên trên đây. Thì lúc này cái hàm z của các bạn nó sẽ phụ thuộc vào biến t. Khi hàm z nó phụ thuộc vào biến t rồi thì nhiệm vụ của các bạn còn lại là chỉ cần đạo hàm z phải t là xong đúng không? Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, các bạn sử dụng công thức dưới đây, sử dụng công thức của hàm hợp. Vậy lúc này z phải t của mình nó sẽ là tràn x với y vô, là do z phụ thuộc y nha, tràn x y vô t. Thì các bạn sẽ có là z phải x nhân x phải t cộng z phải y nhân y phải t. Các bạn có thể sử dụng công thức này ha. Thì mình sẽ có hai cách. Rồi các bạn lưu ý là hai cách này đều như nhau cả, tuy nhiên cái công thức này nó dễ làm hơn, tại vì các bạn sẽ thấy là thật ra ở đây nó chỉ là đơn giản là những cái đạo hàm riêng lẻ nhân vào, đúng chưa? Còn nếu các bạn chọn cái phương pháp là từ dưới này các bạn thế lên trên đây t nè, thì nó sẽ có một cái vấn đề là các bạn sẽ thấy là hàm nó lồng vô nhau. Mà khi hàm nó lồng vô như vậy thì cái việc tính toán đạo hàm nó sẽ phức tạp, được chưa? Nên cái cách này nó không có hay, vẫn ra bình thường thôi nhưng mà nó sẽ dài hơn. Còn ở đây là mình chỉ đạo hàm những cái riêng biệt, ví dụ z phải x nè, đạo hàm này theo x. Rồi nhân x phải t lấy cái này đạo hàm theo t. Đó thì những cái riêng biệt thôi thì đạo hàm nó sẽ nhanh hơn, được chưa? Vậy đây là công thức ha. Rồi tương tự nâng tầm lên chút xíu. À, bây giờ mình cho một cái ví dụ đi. Rồi cái này nhanh thôi. Ví dụ hàm z là phụ thuộc vào xy nè. Xy này phụ thuộc vào biến t nè. Được chưa? Bây giờ yêu cầu là tính z phải t nè. Thì cũng giống như hồi nãy cô nói là cách thứ nhất ha. Mang cái xy này thế vô đây. À thì có phải lúc này là z phụ thuộc vào t không? Mà z phụ thuộc vào t thì đạo hàm z theo biến t là xong rồi. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai sử dụng công thức trên đây. Thì tức là lúc này mình sẽ cần là mình cần đạo hàm z phải x. Thì có phải nhìn cái này vô các bạn sẽ thấy là đạo hàm của z theo biến x là 2x trừ cho 3y không? Đạo hàm xong ở đầu. Rồi nhân x phải t thì x phải t là cái này thì đạo hàm này là 2. Cộng cho z phải y thì đạo hàm thằng y này, thằng này theo biến y thì y x bình là số đạo hàm bằng 0, ở đây còn lại trừ 3x. Rồi y phải t thì chỗ này mình sẽ có là 2, 2t, các bạn ráp vô đây. Được chưa? À,
Đó, để vậy là được rồi. Các bạn không cần mất thời gian thế y vào đây đâu ha. Cứ để nguyên vậy là được rồi. Được chưa? Đó, thì rõ ràng là những cái đạo hàm này rất là cơ bản. Còn nếu mà mình thế vô thì mình sẽ thấy là ở đây nó có một bình phương lồng lên. Rồi sau đó thực hiện phép nhân, phân phối gì đó thì cái đạo hàm mình khó tính hơn thôi. Chứ còn về nguyên tắc thì nó vẫn được ha. Rồi bây giờ nâng lên chút xíu nha. Nếu Z nó phụ thuộc vào XY, XY nó lại phụ thuộc vào hai cái biến UV trong đây. Được chưa? Thì lúc này mình sẽ có hai cái biến UV cần tính đạo hàm. Vậy mình sẽ có cái công thức tương tự luôn, là theo U và theo V ở đây. Được chưa? Rồi, nếu ai cần thì viết công thức lại ha. Còn không thì trên line nó cũng sẽ có sẵn những công thức này. Thì những cái công thức trong sách cũng có nữa. Rồi, bây giờ cô ráp vô phần bài tập nha. Rồi, ví dụ đầu tiên. Có thấy hàm Z phụ thuộc vào X ở Y không? X lại phụ thuộc UV, Y phụ thuộc UV. Yêu cầu tính hai đạo hàm này đúng không? Thì cứ đúng công thức ráp giúp cô nha. Bây giờ công thức thứ nhất là công thức Z phẩy U. Thì thứ nhất là mình thấy Z phẩy U nó sẽ bằng là Z phẩy X nhân X phẩy U cộng Z phẩy Y nhân Y phẩy U. Rồi về Z phẩy X nè. Thì nếu lấy Z này đạo hàm tôi biến X thì là em của Y. Hạ xuống. X phẩy U nè. Nếu lấy X này đạo hàm tôi biến U thì cos U đạo hàm trừ sin U. Hạ xuống. Còn sin V là số đạo hàm bằng 0 rồi ha. Cộng Z phẩy Y tức là lấy cái này đạo hàm tôi Y thì lúc này nó sẽ là em của Y nhân X. Còn Y phẩy U thì đạo hàm này theo biến U nó sẽ là 2U. Ráp vô. Xong, để vậy được rồi. Không cần phải thế UV gì lại đâu nha. Rồi, tương tự Z phẩy V cũng đúng công thức này, ráp vào. Và các bạn sẽ có kết quả phía dưới này. Đó, thì rõ ràng là những cái đạo hàm này sẽ đơn giản. Đó, còn những ai thích thì có thể mang cái XY này thế vào đây. Nhưng mà mình tưởng tượng thử đi là mình sẽ thấy là cos U cộng sin V nhân cho E mũ U bình cộng V bình. Thì những cái cụm này nó tương đối phức tạp, áp dụng U nhân V gì đó. Sau đó trong V nó lại xuất hiện cái MU nữa thì các bạn lại đạo hàm với cụm trên nữa thì nó lại phức tạp đúng không? Nếu mà các bạn sử dụng công thức nó sẽ nhanh hơn ha. Rồi, bài tập. Bài số 1. Rồi cái này cũng tương tự, áp dụng công thức vô dùng cô thôi. Hàm Z phụ thuộc vào UV, hàm Z phụ thuộc vào XY, XY phụ thuộc vào UV. Rồi, thì mình có công thức Z phẩy U rồi đúng không? Vậy mình ráp vô Z phẩy U là sẽ là Z phẩy X nhân X phẩy U cộng Z phẩy Y nhân Z Y phẩy U. Tương tự Z phẩy V như vậy, các bạn ráp công thức vào. Rồi các bạn đạo hàm từng cái dùng cô, bây giờ thử một cái ra ví dụ Z phẩy X ha. Thì đạo hàm này theo biến X thì Y bình là số rút ra ngoài. Ở đây còn em mũ U thì đạo hàm em mũ U là em mũ U nhân U phẩy, đúng không? Đó thì mình sẽ có em mũ U nhân U phẩy ha. Thì mình sẽ ra được cái đạo hàm đây là Y bình nhân em mũ XY. Được chưa? Rồi, X phẩy U tức là lấy X này đạo hàm theo biến U thì sin U đạo hàm là cos U. Còn cos V là số đạo hàm bằng 0, mất. Tương tự Z phẩy Y thì đạo hàm này theo biến Y thì đây là U nhân V nha.
các bạn áp dụng u phẩy nhân v cộng v phẩy nhân u, các bạn sẽ ra được ở đây. Rồi nhân cho y phẩy u thì y phẩy theo biến u đây là 9 u bình, các bạn ráp xuống. Rồi tương tự phía dưới các bạn cũng đạo hàm, các bạn sẽ ra được kết quả ở đây. Tức là đây mình chỉ cần sử dụng công thức thôi. Bài số 2. Rồi bài toán này là yêu cầu đạo hàm f theo biến x, đúng không? Và người ta chỉ cho biết là f nó sẽ phụ thuộc vào hai cái cụm ở trong, một cụm là x bình nhân y và một cụm là cos này. Thì bây giờ để cái việc tính toán dễ ha, thì mình sẽ chịu khó là đặt, được chưa? Thì đặt cái cụm đầu này là u, cái cụm sau là v. Bây giờ cô sẽ đặt cái cụm x bình y là u nha, còn cái v là cái cos log n b x cộng y bình, được chưa? Thì với cái cách đặt này mình sẽ biến hàm f của mình nó trở thành hàm f theo biến uv, mà bản thân uv trên đây nó lại phụ thuộc vào hai biến x y, vậy tức đây là hàm hợp, được chưa? Mà công thức của hàm hợp thì có sẵn rồi, tức là lúc này f phẩy u ở đây là f phẩy x nè, mình đang yêu cầu tính f phẩy x, thì tức là lúc này f phẩy x mình sẽ chèn uv vào đó, thì mình sẽ có là f phẩy x chèn u vô nó là f phẩy u nhân u phẩy x cộng với chèn v vô nó là f phẩy v nhân v phẩy x. Rồi, ở đây mình đầu tiên cần tính là f'u. Thì thật ra đề bài này nó không cho biết f là gì cả, nên các bạn cũng không đạo hàm được cái thằng f này đâu. Nên các bạn vẫn để cái f'u này lại, được chưa? Rồi, còn u'x này á, thì các bạn thấy từ trên đây các bạn thấy đạo hàm này theo biến x nó chính là 2xy, các bạn viết xuống. Cái f'v cũng vậy, đâu biết f là gì để làm đâu, nên vẫn viết f'v lại. Còn v'x thì từ cái trên đây mình có cos u nè, thì mình đạo hàm cos u là trừ sin u, nên dấu trừ nè, sin u nè nhân u phẩy tức là 1 phần x, được chưa? Thì mình đạo hàm xong cái này. Vậy lúc này cái f phẩy x của mình nó sẽ phụ thuộc vào f phẩy u và f phẩy v. Đó, thì đây là kết quả của mình. Thì cái này nó rất là nhanh nên nó có thể là một cái câu trắc nghiệm, được chưa? Thì đây cũng là một cái điểm mới của học kỳ này. Tức là học kỳ này là mình sẽ có thêm cái hàm f mà ẩn cái này bên trong như vậy.
Rồi cô có cái bài số 3 ha, thì bài số 3 này là cái lớp ngoài này á, nó đạo hàm từ minus y thì nó cũng tương tự như cái bài hồi nãy. Được chưa? Rồi nhưng mà cái lớp thứ hai là cái tích phơ, cái đạo hàm lớp thứ hai á, cái đạo hàm cấp 2 này nè thì nó tương đối là phức tạp ha. Thì cái này các bạn tham khảo thêm thôi. Thì ở đây là cô có cái bài giải rồi. Được chưa? Thì nếu có thời gian các bạn sẽ tham khảo thêm giúp cô cái bài này ha, thì nó tương đối là hơi rối một chút xíu. Đó, thì lát nữa cô up lên nó sẽ có cái bài này luôn. Bạn có thể tham khảo thêm cái này. Rồi bây giờ các bạn quay qua cho cô bài số 4. Rồi bài này giải như thế nào? Rồi bây giờ mình phân tích cái đề chút xíu ha. Thì người ta cho mình biết là nhiệt độ tại một điểm x y được gọi là hàm T lớn x y. Rồi tiếp tục bây giờ một con rệp nó đang bò sao cho vị trí của nó sau T giây được xác định với phương trình này. Tức là x bằng căn bậc 2 của 1 cộng T với y bằng 2 cộng 1 phần 3 T. X y lúc này tính bằng cm. Rồi người ta cũng cho hàm nhiệt độ thỏa T phẩy x tại 2, 3 là 4 và T phẩy y và tại 2, 3 là 3. Người ta hỏi là nhiệt độ tăng lên bao nhiêu trên đường đi của con rệp sau 3 giây. Sau 3 giây có nghĩa là T bằng 3 đúng không? Tại đây là sau T giây nè. Thì giờ sau 3 giây tức là T bằng 3. Thì sau 3 giây lúc này T bằng 3 thì thế T bằng 3 vô đây các bạn sẽ ra được x y đây là 2, 3. Thì các bạn có thấy là nó liên quan đến cái T phẩy x ở đây và T phẩy y người ta đang cho tại tọa độ 2, 3 không?
đó chính là do là cái t bằng 3 nó sẽ dẫn đến x với y này bằng 23 ha. Lát nữa mình sẽ ráp được cái số dưới đây. Chứ nếu mà bên trong này nó khác thì mình sẽ không ráp được ở đây rồi. Rồi, bây giờ mình thấy là cái t này nó phụ thuộc vào biến xy. Xy của mình nó lại phụ thuộc vào biến t nhỏ. Thì đây có phải là hàm hợp không? Được chưa? Thì mình ráp công thức hàm hợp vào thôi. Vậy ở đây mình sẽ có là với t bằng, thứ nhất là mình đạo hàm lên giúp cô. Thì mình sẽ có x phẩy t, đây là căn u, là u phẩy chia 2 căn u. Rồi tiếp tục y phẩy t này giúp cô là 1 phần 3. Các bạn sẽ có cái đạo hàm ở đây. Được chưa? Tại vị trí t nhỏ bằng 3 thì lúc này là theo công thức hàm hợp thì mình đang tính nhiệt độ sau 3 giây, tức là t phẩy t thì nó sẽ là tràn cái x y vào. Tại vì lúc này t lớn phụ thuộc x y, tràn x y vô. Thì mình sẽ có là t phẩy x nhân x phẩy t cộng t phẩy y nhân y phẩy t. Rồi mình đọc lên cái đề nè. Tại t bằng 3 thì t phẩy x tại vị trí 2, 3 là 4. Vậy đây chính là con số mình cần thế, 4. X phẩy t bên đây đã đạo hàm rồi, đúng không? Các bạn mang này xuống. Và tương ứng với t bằng 3, các bạn thế số 3 vô đây. Cộng t phẩy y tại vị trí 2, 3 nó là 3, các bạn mang số 3 xuống. Y phẩy t mình đã tính được trên đây là 1 phần 3, ráp xuống. Và sau đó các bạn bấm máy tính giúp cô, các bạn sẽ ra được ở đây là 2 độ C. Được chưa? Rồi, vậy với 2 độ C này mình có kết luận gì không? Nhiệt độ tăng lên 2 độ C trên đường đi của con rệp sau 3 giây. Tại vì lúc này đây là số dương. Được chưa? Rồi, bài số 5. Rồi, bây giờ câu A nè, là dấu của đạo hàm riêng này có ý nghĩa gì? Thì tức là người ta đang hỏi cái dấu của V kép phẩy T với V kép phẩy R này có ý nghĩa gì nè. Thì các bạn thấy là ở đây V kép là sản lượng lúa mì, đúng không? Còn T lớn là nhiệt độ trung bình, R lớn là lượng mưa hàng năm. V kép phẩy T đây là ra một số âm trừ 2. Thì từ đây các bạn có thể kết luận là tại thời điểm hiện tại, sản lượng lúa mì V kép nè sẽ giảm là 2 đơn vị khi nhiệt độ T tăng lên 1 độ C. Được chưa? Rồi, tương tự bên đây mình sẽ có kết luận gì vậy? Tại thời điểm hiện tại, sản lượng lúa mì đang tăng lên
8 đơn vị khi lượng mưa hàng năm tăng lên 1 cm. Đó thì cô biết là độ C và cm là do ở đây nó có tỷ lệ giảm nè, được chưa, cm với lại độ C nè. Còn cái sản lượng lúa mì thì ở đây bài này nó không có nói rõ là sản lượng lúa mì là đơn vị là gì ha, nên mình chỉ ghi là đơn vị thôi, được chưa, chứ mình không cần viết rõ ra là gì. Rồi câu B, ước tính tốc độ biến thiên hiện hành của sản lượng lúa mì. Tức là lúc này mình sẽ tính V kép phải tại một cái vị trí T nhỏ nào đó, tức là một thời điểm nào đó. Thì rõ ràng lúc này mình sẽ thấy V kép nó phụ thuộc vào hai cái biến là T lớn và R lớn. Thì đây chính là hàm hợp. Vậy lúc này mình sẽ có là V kép phải T, nó sẽ là tràn T lớn, tràn R lớn vào. Thì mình sẽ có là V kép phải T lớn nhân T lớn phải T nhỏ cộng V kép phải R nhân R lớn phải T nhỏ. Được chưa? Rồi, V kép phải T ở trên đây cho là trừ 2. T lớn phải T là cái gì đây? Đọc tiếp cái đề thấy ở đây là các nhà khoa học đã ước tính nhiệt độ trung bình tăng với tỷ lệ 0,15 độ C một năm. Vậy đây có phải là độ biến thiên không? Vậy tức là 0,15 độ C. Vậy ở đây là dấu cộng 0,15 tại vì tăng. Rồi cộng cho V kép phải R lúc này là 8 nhân với lượng mưa giảm 0,1, giảm dấu trừ và giảm 0,1 là trừ 0,1. Rồi sau đó mình nhập cái này vô máy tính và mình bấm ra giúp cô là 1,1. Vậy từ đây các bạn có thể kết luận được không? Vậy là lúc này tại thời điểm hiện hành, sản lượng lúa mì V kép mình sẽ giảm 1,1 đơn vị, được chưa? Đó thì mình kết luận ra ha. Rồi phía dưới này cô cũng có một số bài tập về hàm hợp ha, nếu có thời gian các bạn cũng làm giùm cô nha. Đó, một số có bài tập về hàm hợp. Rồi bây giờ cô sẽ up cái file này lên cho mình ha, để các bạn sẽ tham khảo giùm cô có vấn đề gì không. Nếu cần thiết gì thì các bạn có thể gửi mail hỏi cô. Giữa kỳ là trắc nghiệm nó sẽ có một số cái câu thực tế như vậy nha.